Xin chào mọi người, bữa nay Thảo mời mọi người ăn hoàng thánh chiên nha. Mới chiên xong luôn nè, thì Thảo sẽ chấm với lại cái sốt này. Cái sốt này thì mình ăn nó chua chua ngọt ngọt. Nó chấm với gà cũng ngon nữa. Cái này Thảo mua trong chợ nha. Rồi bây giờ Thảo mời mọi người. Hoàng Khánh mới chiên xong rồi, rất là giòn luôn. Cái sốt này ăn giống giống như là sốt xíu muội vậy đó, xíu muội Việt Nam mình á. Cái này là hoàng thánh tôm thịt. Cái sốt này mọi người thấy không? Nó rất là kẹo luôn á. Đặc kẹo, ngon lắm. Càng chấm càng cuốn. Ngon. Rồi video Thảo tới đây ha nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.